con gì trời nè, không biết con gì, không dám móc luôn. Con gì trời nè, gớm hả? Trời nó chết được. Trời ơi trời ơi, thằng Phao thằng Lộ. Trời ơi con này có ba lạng. Trời ơi nó bự. Trời ơi trời, đào cái hố. Ôi ơi, nó không có trong đây luôn. Má ơi nó mệt. Trời ơi trời, đào cái hố như công cống luôn. Rồi xin chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay tiếp tục, nay mười mấy ngày rồi thì con nước nay nó cũng cạn nhưng mà nó không có xác. Hôm nay mình sẽ đi bắt tôm tích, thì hy vọng bữa nay sẽ có hàng, nhưng mà bữa nay đi bắt hơi phê à, tại vì mười mấy ngày trước á người ta đây bắt nhiều lắm, bắt không còn con gì á. Bây giờ là mình chỉ đi bắt sót là vớt rồi thôi, bắt lại những con khác nó làm hang lại thôi, chứ còn bữa hổm người ta quá trời, bữa nay không thấy ai bắt chứ. Con nước này nó không có xác nữa, để mình tranh thủ đi để ngồi nước lớn nha. Rồi khi nào có hàng mình sẽ quay cho mọi người xem. Hy vọng là bữa nay có hàng. Đi ở trong bờ á, múc ở trong đó ra đây là tầm đỡ trăm mấy 200 mét là muốn phê rồi đó. Bây giờ đi kiếm hang nữa. Đây, đây là mình đang đứng ngay chân cầu. Mấy chiếc ghe ta đang sửa bển hơi ồn, mọi người thông cảm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi từ hổm thì mình bắt bên kia. Đó, hổm mình bắt bên cái cù lao bên kia. Hôm nay mình sẽ đi quanh này có giùm nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi cái hướng này trước, xong cái mình đi qua bên đây. Rồi bây giờ lên đường. Khi nào có hàng mình sẽ bấm máy quay cho mọi người xem. Rồi mình mới kiếm được cái này, hang này cũng nhỏ nhỏ chứ không có lớn mấy. Rồi ốc luôn, ốc mà cái cây hang này cũng được. Đây, không lớn mấy, có là mừng rồi. Bây giờ họ mình bắt quá trời. Đi hết trời, bị vậy còn ăn lộn thôi. Mới mà hàng đây ấy à, trời ơi con cá dồi xong kia này. Trời ơi mới hàng được con cá bóng. Ôi ơi trời, cá vô ở rồi, cá vô ở là không bao giờ có nó nè. Cá bóng gì đây đây, cá bóng sao bắt nó mới hàng luôn, nóng rồi. Bắt công tích mà gặp nó hổm về mấy lần hốt rồi. Rồi được con cá rồi, để mình kiếm hang cái có cái mình bấm máy qua tiếp nha. Đây đường hang nhỏ nè, thử cái hang này có chỗ nó không là cá giống nó đâu. Ngắt nàng sát sát bên thôi. Cái con này nhỏ quá nó cũng có thịt thài. Con này nó bằng ngón tay à. Đây, với con cá có được rồi. Giờ tôm tích nó hiếm, bờ hổm thì nhiều, bây giờ thoát quá trời đâu còn nữa. Đồ vô mánh nè, rồi cái hàng quá trời bự luôn. Đây, cái hàng này, cái này ngách nè, hàng lớn của nó nè. Trời ơi, vô rồi. Cái hàng này mà có ở này là quá bự luôn nha. Đó, có cái hàng của nó đi, có nước. Rồi, rồi, vô rồi. Để trời nó còn ở trong đây nha. Có cái khủng khiếp luôn, bự lắm. Mấy con bự nở sâu lắm. Ôi, gì vậy? Ừ, con gì vậy? Ừ, con này con gì vậy? Ui, tưởng nó rắn hết hồn. Ừ, con gì trời? Nè, không biết con gì không dám móc luôn. Con gì trời nè, gớm hả? Trời ơi, nó đứt ra từ khúc luôn. Trời ơi, con gì á? Con gì vậy nè? Trời ơi nè, mọi người xem nè, con này con gì á? Gớm lắm. Ở trong nó nước không ạ? À? Trời ơi, hốt lên cái muốn hết hồn rồi trời. Ôi, ghê quá. Thôi bỏ đi. Rồi, để mình hốt cái hai tích thì coi. Đâu rồi? Nó sạc hết cái hàng tiêu chết luôn. Giờ kiếm hang cực lắm. Nó không còn nhiều giờ hỏng. Là ta bắt vào tù hết. Ấy à, rồi. Đúng rồi. Này, con này bự. Ấy à, khéo là nó búng nó chết. Ấy à. Lên. Đây. Đó. Trời ơi. Má ơi, con bự. Giục ngay cái con ấy luôn. Đây. Bự xuống. Bự xuống này. Đã chưa? Ui. Má ơi, ghê quá, quá đã luôn. Trời ơi, nè, con này cẩn thận dữ nha. Mà chập từng cái. Sao xảy đây? Rồi, biết cách rồi. Chập ấy hay. Một em quá sướng luôn, chà bá lửa luôn. Trời ơi nè, quá sướng luôn. Con này tắt lần mấy, không có lần giữa đâu, cỡ lần 2, lần 3, cỡ lại lần ngon cực kỳ nha. Đó, một con má hàng. Quá sướng. Rồi vô. Con này con gì? Cái gớm quá trời. Nè. Đây nè. Cái ở trong ngoài nước không à? Gớm á. Tiếp tục. Rồi. Giờ kiếm cái hang được vất vả lắm. Không đó quá trời bắt mà. Ây da. Trời. Nội cha mày. Rồi tiếp tục kiếm hang nha. Khi nào có hang thì mình bấm máy quay tiếp. Được con cá, con tích nhỏ, con lớn. Rồi, nói chung cái hang này cũng ngon rồi. Tiếp tục. Thì một hang nữa, hang này cũng bự nha. Đây nè. Wow, cái hang này. Ở trên nó nhỏ chứ mình thấy xuống nó bự lắm. Đây. Vô. Nãy tưởng đâu cái hang còng ba khía về nhà mình dòm cho kỹ rồi. Nó. Vô rồi. Cái hang này bự. Còn cái hang này là giờ phớt phớt là tưởng không? Hang còng và khiến không mà nó có cái mài còn bự lắm nha, ở dưới bự quá trời. Đi vô đây à. Ây à. Rồi đúng rồi. Chít em nghe đại ca. Ôi con này cũng được rồi. Không có lớn mấy. Cái này bự mà sao nó không được lớn ta. Bự lắm mà. Con này bằng ngón tay cái à. Đây. Có được rồi. Đây nè. Con này bằng ngón tay cái à. Đây đi. Có chồng không ở giá. Còn con này có gạch không? Đào có nó mệt. Ngoài vòng có mình đi mệt trời ơi. Trời ơi cái hai cái càng của nó có gì là cái răng cưa vậy đó. Vô đây ba ơi. Được một hang, hang này nó cũng vừa vừa chống lớn mấy nha. Không ra được. Không có thôi. Con mà có chừng ngón. Ngón tay trái. Nó như hang cá thò lồi vậy. Hang lớn, tìm nó càng bự. Phải đặt. Đào lẻ lắm. Nhỏ thì mới xuống là đụng nó. Hốt hàng lên đây. Đó. Con này thứ người ta bán mấy chục ngàn ký nè. Con này thì người ta bán đâu 60-70 ngàn ký. Con này nó có gành không? Thôi bỏ vô đi. Con này nhỏ 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 chứ nó chích con cá rồi cũng mau chảy tà le luôn. Tranh thủ mình đi bắt không bao lâu. Rồi đây đường hang nhỏ đó nè, đi tính đạp lên luôn à. Con này chắc bằng ngón tay. Hang nhỏ à, mới chọt vô đụng nữa xíu. Đó vậy bắt luôn. Con này nếu mà có gạch thì được, ăn ngon. Gạch ăn béo lắm. Nhỏ chọt xuống cái lụm rồi. Đây bằng ngón tay trỏ. Nước bây giờ lớn rồi, bây giờ tranh thủ bắt. Nãy trên bắt đàn cầu kia, nãy ở đây chúng 500 m, bây giờ tranh thủ mình đi. Nãy mình đi cặp máy sông phải không? Bây giờ mình đi vòng ở trên này mình về. Giờ nước lớn hết được rồi. Đó. Bây giờ mình sẽ đi cái đoạn này, nãy mình đi dưới. Bây giờ mình sẽ đi trên. Rồi kiếm hàng không có thì mình về luôn nha, nước lớn rồi. Rồi vô mánh rồi, con tụt tích nó mới bối nè. Nó mới bối còn mới chát luôn trời, rồi cái hang hết hồn luôn trời. Rồi vô quá trời này rồi. Rồi cái hàng này có thật cũng kiếp luôn nha. Cái hàng bự. Rồi. Đặt vô cái ngắt này. Trời ơi, cái hàng bự. Hết hồn luôn. Có cao vậy đây. Nó mới bổ vô, nó có cái đại chắc luôn. Quá bự luôn. Rồi vô. Mới vô nó đào đất lên thêm nè, nó dễ gì cua rồi. Trời ơi, cũng lộ rồi. Trời ơi, con này có 3 lạng. Trời ơi, nó bự. Trời ơi, vô ơi. Tại đây sát cái ghe không, nó lớn. Đây nè. Trời ơi, má ơi. Cũng lộ luôn. Trời ơi, nó xuống. Hả? Con này vô hệ rồi. Con này có 2 lạng mấy. Quá trời bự luôn nè. Đó. Con này là bự nhất hồi trước giờ mình bắt nè. Con này chắc cỡ 2 lạng rưỡi à. Quá bự luôn. Rồi, mệt luôn. Bắt con tôm tích muốn xỉu luôn. Nãy giờ nhỏ không à, không có lên. Đây. Cho vô bao nha. Quá sướng. Hả? Nãy giờ toàn là học sinh với em bé đâu không được, con này lớn. Mấy cái hang ở trên này nè, không có hang thôi, có là bự bự không à. Rồi, cho vô bao nha. Đó. Dạ. โยนในบ้าเลยđây cuối cùng đi nãy cho đường về kiếm bượng hang nữa nè, hàng bượng quá trời bự luôn. Dòng là kiếm bượng con bự hàng nhất nữa nha. Nãy đường con bự hàng nhất quá đã luôn, quá sướng. Con nãy là vô hệ luôn. Giờ còn 500 m nữa mới là tới bờ. Dán dán này nước lớn à. Thì dán hốt cái hàng này có còn lớn là bẻ rồi. Wow, con này có là bự lắm nha. Này hàng khủng luôn á. Hàng bự quá trời. Xong cái nông có trong này có nước xỉu luôn, làm cái ra ngoài nó như cua vậy, nó đi qua nó làm hang khác. Nãy mình bị mấy hang rồi rồi đụng rồi. Ý da có dị chứ, mình mới đào mấy cái đụng nữa. Ấy ui con này cũng được đó đó, nhảy nè xuống chưa, ui nhảy hả bạn, bạn nhảy hả bạn. Con này bạn chim cái, con này là ngon rồi. Bây giờ bắt khó khăn mà con này là đã ngon rồi đó, con này là tạch dữ lắm. Cởi chân cá lên là ngon, con này tầm nửa lạng. Trời ơi, bắt được mình tích chắc giả không có sướng. Đào thì nó không đến đổi và điều mình đi đuối lắm, đi là tới đầu gối, mấy chỗ sâu sâu là tới háng luôn. Đi cho chặt cú đó, để mình đi cái trên đường về coi còn sót hàng nào không. Ở trên đó nếu mình kiếm được ngon, ở trên đó thì hang còng ba khía tùm lum nhau. Mình mà không biết phân biệt hang là kiếm không biết hang đó đâu, chắc mà có là cũng đồ không. Quá được hang nữa, chà ba lửa luôn. Đây hang ngách đó nè, hang lớn nè. Ui ngon. Cái chỗ này nó lõm chõm làm gì chưa ai phát hiện, bởi còn ngon còn mới. Đây đường đào xuống hơn chút xíu, đất nó hơi cứng. Cúp tay luôn. Ăn bự, hai là bự cũng đứt đào lắm. Hết mệt. Rồi, má ơi con này. Đi trong. Trời ơi trời, đào cái hố ơi ơi, nó không có trong đây luôn. Má ơi nó mệt. Trời ơi trời, đào cái hố như cong luôn, nó không mở trong đây, chết tôi rồi. Trời ơi đào cái hố này không đi về hết nổi luôn. Má ơi mệt. Thôi tắt máy cái mình đi. Trời ơi dòm cái hang ngon quá trời, đào rút cuộc không có trong đây luôn, ra ngoài luôn. Trời ơi chết tôi rồi, nước lớn rồi. Mình cũng đã đi tới cái cầu rồi, mệt quá trời mệt rồi. Thì còn khoảng lên tới bờ 100 m nữa. Giờ đổi cho người xem đi, thế mình sẽ đi về nha. Đây hôm nay được con hàng khủng lồ luôn. Mình bắt nay mấy chuyến là được một con là phải nói là quá ngon. Nó mới vừa vô cái hang luôn, mình thấy nó cào vậy, giống như là cái hang cùi đó. Là biết có trống rồi. Có. Bữa nay ít thiệt nhưng mà chất lượng. Còn vô hệ, cái này người ta dân ở đây nếu mà người ta kêu bằng này là tôm tích vô hệ. Đây, để sắp cho một người nè. Đây là trời ơi má ơi. cái càng uống cái cũng sướng dữ lắm mà. Coi nè, em sắp từ lớn tới nhỏ cho mọi người xem nha. Đó, bữa nay thì đây nè, con này thì rồi con này quéo quéo luôn rồi hả? Rồi con này quéo luôn rồi, quéo luôn rồi. Tại vì mình nãy giờ mình xách đi nắng quá. Đây, đó, đây, rồi con cá bóng đầu tiên từ nhỏ tới lớn. Đó, cho mọi người xem được nhiều con nha. Học sinh tiểu học gì cũng có luôn. Đây, cho mọi người sát ra cho mọi người xem này. Đây, đây là con khổng lồ nè. Con này mình đoán chắc tầm cỡ 2 lần rưỡi trở lên, quá trời bự luôn. Cái này là ta kêu bằng vô hệ nè. Đó, thì mấy con này là tầm vàng nè, con này không tới, đó, vàng này không tới. Cỡ như vậy là ngon rồi nè, cỡ này thì nó lớn hơn cái tay cái của mình nè. Đó, cỡ này chân cái nè, nó có nhỏ không à. Đó, vậy cái này con này ngon nhất. Đây, để bữa nay mình đếm được nhiêu con nha. 2, 4, 6, 8, 9 rồi. 9 con bằng cái đợt mà mình bắt cuối cùng mà nay mười mấy ngày rồi. Đây, trời ơi, cái con này phải nói nè, bắt ra một cái nó sướng, trời ơi, chưa thấy sướng luôn nè. Trời ơi, quá trời sướng luôn. Thì mình được biết á, tôm tích này á, thì ở mình có xuống Cần Giờ một chuyến, mình hỏi là mà những người tới Đóng Đá được con tôm tích thì bán nhiêu, thì nó nói hồi mà chưa dịch á thì bán ra là 1 triệu tới 1,2 triệu 1 kg, còn bây giờ dịch là 800.000. 800.000 lái mua nha, thì tới về quán á, thì người ta sẽ bán ra tới 1,2 triệu, rồi từ ở nhà hàng hoặc là cái quán mà ta mua về ta bán ra tới người ăn tới 1,4 triệu, 1,5 triệu mà ta làm cho mình muốn ăn đó. Đó, rất là mắc luôn. Bữa nay hên được con khổng lồ luôn. Rồi xuống. Trời ơi cái răng của nó nè, răng cưa nè. Nè cho mọi người xem cái nè, cái răng cưa nè. Đó, nó sắc bén ghê chưa nè. Nó mà ghim cho mình một cái đó thôi, trời ơi lúc cây. Rồi thì chắc mình xin dừng clip tại đây nha. Mà mọi người thấy video hay kịch tính cho mình xin một lượt like, một lượt đăng ký và chia sẻ cho anh em bạn bè từng biết nha. Thì chắc mình xin tạm biệt mọi người, mọi người kéo đi sau nha. Rồi chào tạm biệt mọi người nha.